Thì hôm bữa Khôi có nói là Khôi sẽ làm clip nhỏ nhỏ về chụp hình trong studio á. Thì ngày hôm nay Khôi có cơ hội được chụp hình cho chị Mina đang ngồi make up phía kia. Thì thì hôm nay là một cái setup đầu tiên, là một setup kiểu rất là bare face và rất là kiểu ánh sáng đều. Thì Khôi sử dụng ở đây là hiện tại Khôi sử dụng 3 đèn, các bạn đã thấy. Thì lát nữa mình sẽ chi tiết vào từng đèn. Thì hiện tại đang dùng 3 cây đèn. Cái đèn thứ nhất xài một cái Deep Silver 1m65 và kèm một cái diffusion. Cái đèn thứ hai của Khôi để Khôi đánh bounce trần ở trên đây, các bạn có thể thấy môi trường ở đây là môi trường màu trắng. Màu trắng thì Khôi sử dụng một cái đèn ở phía kia đánh bao trần lên ở ngay góc, đồng thời vừa tạo nâng ambience và tạo một cái ven nhẹ ở bên người mẫu. Và cái đèn thứ ba, khi Khôi thấy bức tường ở đây nó chưa đủ sáng thì Khôi đã sử dụng thêm một cây đèn khác. Đây, đánh be bút đánh trực tiếp vào tường khiến cho bức tường trở nên sáng. Nhưng mà cái bức tường sáng như vậy thì vùng này nó sẽ bị sáng lên, cho nên Khôi đã sử dụng cái floppy. Khôi đã sử dụng cái floppy 44 để cắt ánh sáng ở đây. Và khi sử dụng cái diffusion ở trên đây, Khôi thấy bị một vấn đề, đó chính là mặc dù ánh sáng đã mịn rồi á, nhưng mà vẫn bị vùng hotspot ở trên đây. Thì Khôi đã sử dụng một miếng nữa, một miếng diffusion khác để làm cho ánh sáng trên người mẫu có thể là êm hơn và mềm hơn. Ok, thì chúng ta hãy xem Khôi chụp và xem những hình step by step như thế nào nhé. Okay. Basic. Thì cái thứ hai thì Khôi muốn cho cái mút hình của mình nó hơi tối một chút. Thì hiện tại Khôi đang sử dụng một cái phông lăn lộn màu tối ha. Ok, và bây giờ về cách setup ánh sáng thì Khôi muốn cái shot hình này của mình có một chút tương phản, cho nên Khôi đã quyết định sử dụng ánh sáng highlight. Thì mọi người thấy phía trên. Ok, đây là một cây Elinchrom BRX 500 đang đánh một cái chóa. Thì khi đánh chóa như vậy ánh sáng nó sẽ bị hơi bị gắt, đúng không? Quyết định như vậy thì Khôi đã sử dụng thêm một cái diffusion để từ một nguồn sáng cứng trở nên một sáng mềm một chút, tạo một sự tương phản nhẹ và cũng có sự mịn màng. Và ở đây thì Khôi sử dụng một cái đèn thứ hai thôi, mình sử dụng 2 cái đèn thôi. Thì cái đèn thứ hai của Khôi đang sử dụng ở đây với một cái strip box tạo một cái ven nhẹ, đúng không? Và thật sự là nếu bạn đang sử dụng 2 nguồn sáng này, 2 nguồn sáng nó đang bị tỏa đều quá nhiều, thì để làm sao lấy lại được phần contrast vùng tối thì Khôi đặt ở đây là 2 cái cờ, 2 cái floppy, 2 cái 44 ở đây hai bên để sao tạo sự tương phản. Ok, nào chứ đó rồi chụp thôi. Thấp tầm xuống nè. Ok. Bling bling, cho nên Khôi quyết định mình sẽ sử dụng màu ha. Key light Khôi vẫn giữ y chang như là shooting trước. Và hiện tại chỉ có 2 cái đèn ven của Khôi là được bọc 2 màu gel khác nhau, đó là màu xanh và màu hồng, để tạo sự tương phản về màu sắc. Behind the scene, một buổi shooting của Khôi đã kết thúc. Thực sự là buổi shooting này rất lâu rồi, nhưng mà tới tận bây giờ Khôi mới có footage để Khôi có thể edit cho các bạn xem video lần này. Nếu như các bạn thích video này thì hãy like và comment ở dưới cho Khôi biết về những ý tưởng hay là những đóng góp ý kiến cho những clip tiếp theo của Khôi tốt hơn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip tiếp theo nhé. Peace out.